Em sẽ ghé bạn. À em biết rồi đó. Ồ, hồi dưới mình có review trà đó. Lên lớp 5 hay sao á, là được mẹ mua nước hoa cho xài. Ồ, kiềm tốn mà anh, kiềm tốn. Có chứ. Hey, welcome mọi người đến với kênh giải trí Nam Phun TV. Là Lại Hào ở đây. Và hôm nay đã là buổi chiều ngày thứ nhất của Hào ở tại Cần Thơ rồi ha. Và hiện tại Hào đang có mặt ở bến Ninh Kiều nè. Và bây giờ thì Hào sẽ đi phỏng vấn và hỏi một vài người ở Cần Thơ xem thử là kỷ niệm và trái nước hoa đầu tiên của họ là gì nha. Và những trái nước hoa họ đang có trong bộ sập là gì. Let's go. Thì cho anh hỏi là hai bạn có sử dụng nước hoa không? Dạ có anh. Em ít khi sử dụng á. Dạ có. Dạ có. Dạ có. Dạ có. Em cũng có xài. Mình cũng hay dùng. Dạ có. À dạ có anh. Dạ có. Vậy anh vậy nhớ những cái thương hiệu mà mình đang xài không? À, Coco Chanel, Lăng Cơm. Thường thì em xài CK One, Dolce & Gabbana. Hiện nay thì em đang xài Mochi No Gold. À biết rồi đó. Ồ, hồi dưới mình có review trà đó. Em cũng không nhớ rõ nữa anh. Dạ không, em cũng được tặng không, em không nhớ. Versace Eros. Em sẽ ghé bạn. Ồ, anh dễ sợ luôn. Hôm trước mình có một chai Just Club. Với cả một chai Apple Brandy. À, của Killian. Dạ, em không biết tên nữa anh, em cũng không gành về nước hoa lắm. Dạ. Thường thì em sử dụng nước hoa của thể thao là Adidas. Với lại có một cái gọi là Another 13. Em nhớ tên. Được tặng hả hay là em tự mua? Dạ được tặng. Em xài Natisol Chanel mà Coco á. Cái chai đầu tiên mà chị sở hữu từ trong cuộc đời chị luôn á, chai nước hoa chị nhớ không? Mẹ tặng cho, lên lớp 5 hay sao á, là mẹ mua nước hoa cho xài. Quá xịn luôn, hồi xưa em thích nước hoa lắm nhưng mà kiểu như là mẹ nói là thôi còn nhỏ lắm, xài nước hoa điệu lắm không? Dạ khoảng năm 2020 á, em mua chai đầu tiên là mua của Dolce & Gabbana. Chắc là chai Million. Wow, 1 million. Đúng rồi. Tacoroban. Vâng. À. Cái chai đầu tiên nhớ là của Romano. Cái chai đó là em tự mua luôn hả hay là mình được tặng? Bạn gái em tặng. Chai nước hoa đầu tiên của em là được tặng hồi năm lớp 7. Sớm quá vậy. Dạ. Sướng vậy. Trời ơi, hồi đó mình được tặng nước hoa là xịn lắm luôn á. 6-7 tuổi hả? 6-7 tuổi. Trời ơi, xịn gì. Cái đó là cha mẹ sắp cho thôi à. I bought it by myself a long time ago. I think about that I was 14 years old. 15, 16. Là cũng có xài nước hoa cũng lâu, từ lâu hơn tiếp xúc lâu. Từ cấp 3, từ lớp 10. Cảm nhận đầu tiên khi mà em nhận mùi hương em thấy như thế nào? Nó khá là nồng, một chút quyến rũ. Đúng rồi, chà lá lực bởi như là sexy quyến rũ lắm chứ. Ồ, kiềm tốn mà anh, kiềm tốn. Còn em sao, xài ké thì em thấy cảm giác mùi nhang không? Có chứ. Em thấy nó có mùi ấm với lại có mùi gỗ trầm. Tiêu chí bạn đặt ra cho một chai nước hoa tốt là như thế nào? Khá là nhiều dòng nước hoa để phù hợp với tính cách của mình. Đôi lúc mình thích kiểu lịch lãm một chút, đôi lúc mình thích tình hơi kiểu nó đi một tí. Đấy. Nó fresh, thoải mái nó tươi. Dạ, mùi mát. Mùi mát nhiều hơn, dễ dùng hơn. Em thì thích ngọt. It is the smell and how long does it stay? Đương nhiên là phải xài chị kìa. Bạn gái tặng. À, chữ là dây bạn gái tặng đúng không? Xuất xứ của nước hoa thì đã có quan trọng đối với em không? Dạ, em nghĩ là có anh. Nước hoa mình xài là phải rõ ràng nguồn gốc, giá cả cũng phải hợp lý. À, giá cả thì em nghĩ là tầm mức khoảng bao nhiêu là ok? Dạ, đối với em có 1 triệu trở xuống. Tại em cũng là sinh viên. 2 triệu rưỡi đổ xuống rồi vừa. Ok, cảm ơn em. Thank you so much. Nếu mà có cần tư vấn nước hoa hay là gì đó thì cứ inbox cho anh một phim. Okay. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Hai anh chị có thể share với nhau. Mờ đi chơi cũng được phần quà này. Thì đó, đây. Rồi, cảm ơn em. Ok, thank you hả em. Ok, và như mọi người đã thấy nãy giờ Hà phỏng vấn được rất là nhiều người ở đây. Và câu hỏi Hà đặt ra cho mọi người đó là mọi người ở Cần Thơ đã và đang sử dụng những chai nước hoa nào và chai nước hoa đầu tiên của họ là gì ha. Nhưng mà hóa ra hết 8 người hoặc là 7 người ở đây là không phải là người Cần Thơ mà là có đến rất là nhiều nơi, Sóc Trăng nè, Trà Vinh nè, rồi có Hà Nội có luôn. Và Hà cũng hy vọng rằng đó là cái chiến dịch đi phát quay lần này của Nam Bộ Phim sẽ lan tỏa cái mùi hương này và cũng như là mọi người biết đến Nam Bộ Phim nhiều hơn nữa. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Nam Bộ Phim TV để đón xem những video lần sau. Và bây giờ Hào sẽ đi ăn và khám phá thêm về Cần Thơ nha. Cho nên mọi người hãy nhớ đón xem những vlog trải nghiệm đồ ăn và cũng như là những nơi ăn chơi của Hào ở tại Cần Thơ nha. Và đây là Hào Gaga. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.